vì sao Trấn Thành không muốn cãi nhau với Harry Won? Liên tục vừa nghi vấn đường ai nấy đi và cũng nhiều lần lên tiếng đính chính nhưng bất thành trước sự cố chấp của vài đối tượng khán giả, Trấn Thành, Harry Won quyết trả đũa. Sự trả đũa lời đồn của cặp đôi Trấn Thành, Harry Won là vẫn sống hạnh phúc với sự đủ đầy của mình. Tính đến nay đã là năm thứ 6 của hôn nhân và không ít lần vướng tin đồn trục trặc, cặp đôi Trấn Thành và Harry Won vẫn đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân vui vẻ, hạnh phúc. Thời gian gần đây, cặp đôi tạm gác lại công việc để cùng nhau đi du lịch. Trên mạng xã hội, cả hai thường xuyên đăng tải loạt khoảnh khắc tình tứ, ngọt ngào bên nhau khiến nhiều người ngưỡng mộ. Thế nhưng, chiều ngày 11 tháng 7, Harry Won vừa chia sẻ đoạn clip cùng đi chơi cùng Trấn Thành với tiêu đề "Muốn cãi nhau cũng không xong". Cụ thể, Harry Won nói, tại sao có hai ly sữa chua mà tôi chưa ăn thì nó đã hết? Mẹ em nói anh ăn mà, Trấn Thành trả lời. Sau đó, Harry Won nói tiếp, thì em có kêu anh ăn, mỗi người ăn một khẩu chứ? Khẩu phần em ơi, khẩu gì khẩu? Hả? Anh không biết nữa, em nói sai chính tại anh không muốn trả lời, Nam MC cười vui vẻ đáp. Màn đối đáp của Trấn Thành và Harry Won khiến dân tình được fan cười thích thú. Bởi lẽ, Harry Won xuất thân là người Hàn Quốc, dù đã học tiếng và có nhiều năm sinh sống tại Việt Nam thế nhưng đôi khi vợ Trấn Thành vẫn thường xuyên mắc lỗi tiếng Việt. Trấn Thành còn tiết lộ không muốn tiếp tục cãi nhau là do sự sai chính tả của vợ. Trấn Thành nổi tiếng là người cưng chiều vợ. Từ khi kết hôn đến nay, Trấn Thành thường xuyên tặng những món quà đắt tiền vào những ngày lễ, dịp sinh nhật cho vợ. Kỷ niệm 5 năm ngày cưới, Trấn Thành tặng vợ chiếc túi hàng hiệu giá 500 triệu đồng. Sau nhiều năm kết hôn, Trấn Thành và Harry Won vẫn đang tận hưởng hôn nhân viên mãn, hạnh phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ. Trấn Thành chia sẻ về hôn nhân của mình, 7 năm yêu nhau, 6 năm lấy nhau, một ngày của chúng tôi mở mắt ra là nụ cười, nhắm mắt lại cũng là nụ cười, chưa gây lộn lần nào. Từ ngày lấy Harry, tôi thay đổi rất nhiều, từ việc cư xử đến lựa chọn mối quan hệ.